Chào các bạn, mình là Trần Đức Thuận. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cuộc sống anh ta. Hôm nay Thuận sẽ cùng trao đổi với các bạn về một cái chủ đề rất là hay và xác thực. Đó là cái cách đòi nợ khi cho vay không có giấy tờ, tức là không có giấy nợ, không có hợp đồng vay nợ. Rõ ràng như các bạn cũng biết, cái trường hợp mà cho vay tiền mà không có lập giấy nợ hoặc là hợp đồng cho vay á, thì thường nó sẽ xuất hiện, nó xuất phát từ cái chuyện là cho vay bằng niềm tin, bằng mối quan hệ, bằng sự tin tưởng lẫn nhau, và đâu đó là có sự thông cảm. Thì như các bạn biết, đối với nhiều cái mối quan hệ xã hội như thường nói đó, không phải những trường hợp nào, tất cả những trường hợp nào chúng ta cho vay cũng kèm theo giấy tờ hết á. Ví dụ như bạn cho bạn bè bạn vay nè, bạn cho anh chị em ruột vay, anh chị em họ, những người họ hàng vay, thì bản thân của chúng ta luôn đó cũng ngại, rất là ngại ngùng trong việc là đề nghị lập giấy tờ, phải xuất hiện xuất phát từ niềm tin mà đó. Thường thì nó chỉ bằng lời nói thôi. Do đó, một khi xảy ra các vấn đề tranh chấp, rất nhiều người phải ngậm đắng nuốt cay luôn á, để mất số tiền cho vay. Vì vậy, để tránh rơi vào những tình huống này như thế nào, thì chúng ta phải hiểu được một vấn đề thế này nè. Pháp luật á, cũng có những quy định để bảo vệ quyền lợi cho những người cho vay không có giấy tờ chứng minh. Cụ thể các quy định đó là như sau. Việc cho người khác vay tiền á, được xác định như một giao dịch dân sự. Cái khoản 1 điều 119 Bộ luật dân sự 2015 nó đã quy định. Nên các bạn yên tâm, cái việc cho vay tiền là xác định là một giao dịch dân sự nha. Giao dịch dân sự thì được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể nha. Một cái giao dịch dân sự nó có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng cái hành vi cụ thể. Đó. Ngoài ra, giao dịch dân sự thông qua phương thức điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. Ví dụ như bạn nhắn tin mượn tiền, bạn gửi email để mượn tiền, đó, bạn nhắn tin bằng thu âm á, bạn trong cái nhiều cái ứng dụng mà nó thu âm rồi nó gửi qua mượn tiền đó, cũng là một giao dịch nha các bạn, cũng là một giao dịch dân sự được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, căn cứ những cái điều trên mới nói đó, thì việc vay tiền hoàn toàn có hiệu lực pháp lý mà không nhất thiết phải bằng văn bản. Việc vay mượn có thể bằng lời nói, hành vi vẫn được coi là giao dịch được xác lập nha. Bằng lời nói mượn tiền với nhau, hoặc là nhắn tin mượn tiền hay gì đó, cũng được xác định là một hành vi giao dịch dân sự được pháp đã được xác lập và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trong thực tiễn, nếu cái việc tranh chấp xảy ra trong khi ta vay mượn bằng tiền á, và cho mượn tiền bằng lời nói á, thì khi mà xảy ra tranh chấp, thì khi tòa án thụ lý, nguyên tắc trọng chứng hơn là trọng cung vẫn được ưu tiên. Điều này có nghĩa rằng là nếu chỉ bằng lời nói với nhau mà không có những cái phương tiện, những cái chứng cứ khác để chứng minh cái lời nói đó là có thật, thì không ai tin bạn hết. Tại vì chỉ nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung mà. Bạn nói là tôi cho Nguyễn Nhân A vay số tiền đó, hai bên nói với nhau bằng miệng đó. Nhưng bên kia rõ ràng người ta tranh chấp là người ta nói người ta không có vay của bạn mà. Đó, vậy một bên nói có, một bên nói không thì nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung nha. Nếu trong trường hợp này các bạn phải có thêm những các tài liệu khác như là tin nhắn, người làm chứng, rồi các thông điệp thư điện tử để xác nhận rằng cái lời nói đó là có thật, thì bạn mới có được cái phần ưu thế trong việc giải quyết tranh chấp. Đó, như vậy ở đây nó trình bày nè. Bởi vậy, người cho vay phải bằng mọi cách chứng minh được việc cho vay, như là ghi âm, cái đoạn ghi âm lời nói, cái đoạn mà lúc cho vay ấy, hay là có xác nhận từ người đi vay qua email, tin nhắn điện thoại, phương tiện điện tử khác, vân vân. Tất cả những điều này có thể làm căn cứ nếu xảy ra việc tranh chấp
để tòa xử lý. Bằng những cách thức xác lập giao dịch đa dạng từ Bộ Luật Dân sự 2015, chắc chắn nhiều người chót cho vay không có giấy tờ sẽ có thêm phương án giải quyết khi xảy ra tranh chấp với con nợ. Đó, với những cái quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015 về việc hỗ trợ cho những cái trường hợp vay mà không lập giấy tờ để giải quyết vấn đề tranh chấp. Tuy nhiên, theo quan điểm của Thuận thì để tránh như rơi vào cái tình huống tranh chấp oái âm như thế này, để tránh những việc chứng minh một cách rắc rối, nhiều yêu cầu để chứng minh đó, thì chúng ta nên khi cho vay á nên có giấy tờ rõ ràng đó, phải lập hợp đồng giấy tờ rõ ràng, có ghi âm ghi hình đầy đủ đó. Điều đó nó sẽ đảm bảo một cách tốt nhất vào về cái quyền lợi và lợi ích của những người chủ nợ, không rơi vào tình trạng mất tiền mất tật mang, cái cục tức vào trong người đó. Thì tôi là Trần Đức Thuận. Nếu các bạn nào có những tình huống đã và đang rơi vào những tình huống như thế này, cần sự hỗ trợ giải đáp về pháp lý, hoặc là đứng ra tư vấn về cách giải quyết hoặc thay mặt để giải quyết những vấn đề liên quan tới pháp luật này trong khuôn khổ pháp luật, thì các bạn có thể để lại comment bên dưới để liên lạc với Thuận. Xin chân thành cảm ơn các bạn.